Rồi lướt sơ sơ tim bạn chút xíu. Mình có BA M Berlin M, có Invi không? Có A3 Leo Spec Chạc Kariki BH như còn Click. Còn Invi của Click, Berlin của Akasha. Để ngon rồi. Combo Nevermore chấm cây E B R D R nó cái bay vô thiếu stun E cây được, E cây R cây B vô hàng lay rồi. Bây giờ mình phải găng thôi, găng hoặc là tăng, mà team này tăng không được. Hello mọi người, hello. Bữa nay mở cái mic nghe nói chuyện xàm xíu, cảm thấy không ổn thì mình sẽ tắt mic lại. Hay là farm lẹ lẹ đi cắm cắm cây. Một hai 3 4 1 2 1 2 3 4 skill thôi. Có E cây, có này. Một hai ba 4 skill, vậy là ở 7 mình còn 3 skill thôi chứ, tại có cắm cây nữa rồi. Hôm nay cái này bỏ E cây à. Bỏ E cây thì không vui. Skill về lấy cái này bỏ này đi. Ra sau R này trước E cây R cây full hút máu, thêm đập cái này nữa, bay bay lên E. Ok, còn thiếu này không ta? E cây D chói gheo, phải có skill farm chứ. Rồi vào limit không? Không ai mít thì tôi mít. Vui đấy, vui đấy. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Mọi người nghe rõ không? Hello Every. Vô đây đập luôn. Chơi cái này không sợ thiếu máu nữa. Khô máu à, bên kia chắc Lina quá. Để cho em grip đi. Hòa bình đi nào. Hòa bình đi. Không hòa bình à. Không hòa bình à. Không hòa bình. Hù nó nữa cây máu được rồi. Buông gì. 210 mana. Muốn gì. Kẹt kẹt là nó mua cái dạng trước chơi mày luôn á. Muốn gì? Muốn gì? À, bom à. Our allies' town needs help. Top ngon quá. Vị trí nào cho em? Rồi, mày xong rồi. BB tìm nó hả? Tưởng BB tìm mình chứ. Đừng đánh tôi nữa. Tao mà có e cây nào mày xong mày với tao. Rồi. Không có xì tun. Sao làm gì được nó được à. Để được farm level 6 đi rồi mấy ông muốn làm gì làm mấy ông ơi. Gấp quá. Level 6 đã. Ôi trời. Không lên mà sao được. Tao lựa sáng là mày xong mày với tao. Hay lên top ngon hơn ta. Bọt đã thế. Không hút máu kịp đâu chứ. À, tì đe nữa. Ghê thế. Muốn gì? Nó nhìn vì đó. Rồi. Muốn gì? KS. Đập cho vỡ alo. Hay là lên 20 đa gông ta. 300 mana không đủ rồi. KS. Về đi mấy ông. Bốn boss dưới trời, 5 boss luôn rồi. Men này trên không ấp gà luôn nha. Ngon. Invi này chắc canh mít quá. Mẹ không đủ mana anti. Cảm thấy không ổn rồi. Nếu mà lên cái OC đầu tiên thì cảm thấy không ổn rồi. Chạc kiểu này mà hỏi farm cái gì thấy nghi ngờ rồi. 03 nữa. Đồng thế. Cho ta farm tiếp. Killing spree. Đánh luôn. Kiểu này chắc 20 phút MF xịn. Chặt nó cái gì vậy trời. Cây rồi. Ít xì tuôn quá. Thôi, bay lên chết. Thôi em về. Ra lẽ kiểu này nó thèm đánh hay sợ rồi chứ. Có gì đập nó. Gọi chú làm gì? Ôi trời, không lấy được kìa. Sao ta? phá hết mẹ mấy cái mắt rồi. Chắc. Khó Nam Cường. Quỷ BB này có gì ta? Sandwich Cảm thấy khó như vậy. HBB rồi. Má ơi, không có kịp. Đập nó. Xong rộng rồi. À, 40 giây. Ai thèm đánh con BB chứ chiếc. Quỷ này. Vậy đó mà còn chưa thua à?